Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 28, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã họp để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên. Căn cứ quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đối với nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca, đảng viên chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm Ủy ban kiểm tra thành ủy đã xem xét đề nghị ban thường vụ thành ủy, ban chấp hành đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ. Theo VTV, trước đó ngày 18 tháng 2, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Ca tại quê nhà ở xã Kênh Giang, huyện Thiển Nguyên, và căn biệt thự tại số 24 trên 18D, đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An. Ngày 22 tháng 2, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với bị can Đỗ Hữu Ca. Ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoảng 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan công an, ông Ca đã nhận 35 tỷ đồng của Trương Xuân Đức với mục đích chạy án khi người này bị công an tỉnh Quảng Ninh điều tra. Sự việc bị phát hiện, ông Ca khai không đưa tiền cho ai và giữ lại, hiện đã nộp hết cho cơ quan điều tra.